vô là nói là ông đung cái đầu là ông nhũng cái não. Nói chung là bên này là tôi thấy là chảy hết trơn nha. Giờ đó là bên này chảy hết trơn luôn mà không biết có gì chứ. Trời ơi, nào giờ ở đây tai nạn nhiều lắm, nhưng bao giờ tôi thấy nó cảnh mà chết được hai người chứ. Dạ. Cái đầu gối ổng là viên chè như vậy là văng ra ngoài là nó ló chắn nhắt luôn. Tay ổng quýu là vậy nè, quýu lại không được nha. Hồi hồi cái ổng quýu xuống rút cái tay lại là ổng đi luôn. Em mới nói thôi, cưng mạnh có tiền dám mua cái bảo hiểm đi, ví dụ như cưng có đau á, hai bác sĩ hữu tiền thì em cho được, đừng mấy vài chục eo tiền đâu cho. Tối ảnh đi á, trời mưa giông mưa không thấy ảnh về, cái nằm hoài không thấy ảnh về tới, rằng này cũng thao thức hoài, nói sao trời mưa gió giông mưa mà ảnh không về, rồi nằm chưa được chợp mắt nữa, rồi thấy bên nghe đụng mà bệnh trên công an giao thông á, chụp cái điện thoại cảnh lên á, rồi điện cho thằng em ở dưới Bình Thành á, điện cho nó là nói gì anh này đã bị tai nạn gì đó, cọ quẹt, rồi hai người đó, một người thì đắp chiếu tại chỗ đó. Rồi mình cũng hỏi là ừ anh tôi đâu, tên út nhỏ này nằm đâu rồi. Cái giờ cái bên công an giao thông thì nói là chở anh đi bệnh viện rồi. Rồi anh bảo là giờ anh của cô đã chết rồi. Mến chào anh chị các bạn. Thì đây là cái hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hai xe máy đấu đầu nhau ra đi mãi mãi tại nơi này. Thì vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ tối ngày 13 tháng 10 năm 2024. Thì ở đây thuộc xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Đây là cái hiện trường hai chiếc xe máy đã còn cái dấu vết đi của chú anh chị. Nơi mà chiếc dép còn nè. Thì nghe bên phía mấy anh bên công an nói là đều đã có men rượu cả nhà. Nhà hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để cho hai anh sớm được siêu thoát cả nhà ơi. Đó là con nghe cái bóp không? Trời ơi. Anh ơi trời ơi, chết rồi, cái chú là té xe dữ lắm rồi, đang cứu người ta thôi, để thôi ta có sao không cứu người ta thì con có thể là ở nhà con cứu là trước nha. Trời ơi, nhìn đắng rồi. Tôi nghĩ là có một người thôi. Đâu có nằm giữa người, không thấy. Tại vì chúng ta bị xe không có chơi đấy. Cho nên là tôi phải kêu gì nè. Kiếm với mấy lộ coi còn chú nào không? Ông bị thương ngay chỗ nào mà ra màu đỏ vậy? Ông có tổng sụp ngậm hôm kia ha, là cái nhà xuống là chỗ này nè. Rồi, sụp ngay. Tân Thịnh, xã Tân Phú, phường Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ngày nghe ngồi đi lại lắm luôn, tôi kêu xong xã chạy biết ra coi ta có sao không cứu người ta. Ta chứ không chết chỉ chơi, tôi sợ chết thôi. Dạ. Chú nào cứu, tôi nói xong tôi kêu biết gì cứu chú này nè. Quá trời máu ra rồi. Hai người đàn ông này có nhiêu tuổi vậy chị? Thì 42 tuổi. Dạ. Còn cái ông ở trên trển thì 56 tuổi. Cái anh ở trên cái tre là có vợ con gì không? Không, ông bị nghe nói là có một vợ con. Dạ. Dạ đi nằm uống gì đó. Dạ. Còn cái anh bên kia là cũng anh bên kia là anh có vợ có hai đứa con, đứa con gái, hai đứa con gái mà gã đứa còn đứa. Dạ. Rồi vợ anh thì làm công ty quần lông ở trong á. Dạ. Nhưng mà lúc mà ông nằm đây nha, là cho vợ ông hay là bà chạy ngang đây luôn, bà chạy ngang có không có dừng lại luôn nghe. Ờ thật kỳ á. Không biết ổng nằm đây luôn mà. Không biết luôn hả? Không biết, cả mới chạy ra bệnh viện ngoái á. À. Là ra nói là chồng của chị nằm trong mày nè. À. Chị mới hay thôi chứ chị chạy ngang chị thấy mình chị không biết. Chị nói, lúc đó công an chặn lại đang làm hiện trường đó, bắt đầu qua được. Rồi bác xin qua, bác nói thôi cho bác qua để bác chồng bác bị tai nạn ở ngoài bệnh viện á. Dạ. Chứ bác không có biết chồng có nằm đây luôn. Dạ. Theo chị thì hai người đàn ông này có nhậu không ha? Có. Cái ông chị vô nhậu. Ông ở ngoài Thanh Bình đi vô là nhậu. Dạ đúng rồi. Còn cái anh ở trong vậy ra thì tôi không có nghe nói. À. Tại vì cái chú công an á thắng mà đến chú công an đó là dũng đủ hết rồi chị ơi. Dạ. Mà mình biết là chị không. Mà chắc lẽ là ông này cũng dũng đủ nhiều ông mà vô á. Mới có 8 giờ 49 phút mà đã xỉn hết rồi. Không, cái ông ngoài chị vô là ông nhậu chắc chưa 12 giờ một chặp rồi. À. Rồi ông đi nhậu Bình Thành một chặp nữa. À. Rồi chứ nó ông gì đây nè. Cái anh mà em trai của anh chết á. Anh nói là anh đi đồng ở dưới gặp cái ông mà em anh đánh ha, là rủ ông nhậu.
cái anh mà ở trong hướng Tâm Nông đi ra là bị thương ngay cái vùng đầu. Bể đầu ơi, công an nó sượt có bờ bên đây rồi bể bung ở trước đầu kia. Còn cái anh mà ở Thanh Bình đi vô là bị thương ở đâu chị? Thanh Bình đi vô là nghe nói là ông bung cái đầu là ông nhũng cái nào cũng không có ra. Vậy là hai người bị thương cái vùng đầu không? Cái đầu gối ổng là viên chè như vậy là văng ra ngoài là nó ló căng nhắc luôn. Cái tay tràm là nó văng mắt luôn. Viên chè là nghe đầu gối nè. Viên chè. Dạ. Cái bánh chè. Tay ổng biếu là vậy nè. Biếu là ổng còn nhà kia còn cứ động được nha. Hồi cái ổng biếu xuống rút cái tay lại. Làm đi luôn. Khi mà va chạm với nhau ảnh không nói được tiếng gì luôn ha. Không. Va chạm là đầu rút. Một người mắc tại chỗ còn người đưa đi bệnh viện ha. Dạ, người mắc tại chỗ. Rồi đưa bệnh viện người mới mắc luôn hết. Vậy là hai người đều mắc hết. Hai người đều mắc hết. Chẳng là tôi đang nằm ở trong nhà thì nghe một cái rầm ở ngoài đường, vợ con tôi chạy ra thì thấy xe với người đã nằm tại chỗ. Dạ. Tôi mới chạy ra là coi lại tình hình đó thì tôi mới chặn xe và điều khiển xe cho xe qua đường. Lại đó là chị hai người điện công an xã là tôi là với công an xã đang ra dòng đó. Có ai nữa không? Chỉ có hai người thôi. Dạ. Có một người thì té xuống thì nằm ngay chỗ đó. Lúc đó còn hơi thở. Hai người cũng đều thở hết. Dạ. Lâu sau đó thì có một anh đã rơi đi mãi mãi. Thì cái đó là một cái té xuống rồi là một đụng máu quá lớn cho nên mà anh chết tại chỗ. Còn anh kia thì quen lợi thì kêu xe bỏ đi. Tới bệnh viện thì cô ấy báo về là cũng đã chết. Chính xác thì cách đây mấy ngày và là mấy giờ tối, mấy giờ nha? Chính xác của nó là khoảng 8:30. Tối ha? Tối là 20:30. Theo như mình nhìn thấy á, là nó nghiêng về ai cái phần nó sai á? Nó nghiêng về là cái cái ông mắc tại chỗ là ông chạy đúng được quá. Yeah. Còn cái anh ở ngoài chạy vô thì ảnh đâm qua bên kia. Anh lắng qua anh ha. Vậy là lắng qua bên cái ông mắc ha. Vâng, lắng qua bên ông mắc. Dạ. Vì nó xảy ra thì hai bên gia đình có lên không? Có gia đình có lên. Dạ, tại vì lúc tối ảnh đi á, trời mưa giông mưa không thấy ảnh về. Cái nằm hoài không thấy ổng về tới, rồi ngày cũng thao thức hoài, nói sao trời mưa gió giông mưa mà ảnh không về, rồi nằm chưa được chợp mắt nữa, rồi thấy bên nghe đụng mà bệnh trên công an giao thông ấy, chụp cái điện thoại cảnh lên á, rồi điện cho thằng em ở dưới Bình Thành á, điện cho nó là nói gì anh này đã bị tai nạn gì đó cọ quẹt, rồi nó mới điện nói là chị ơi Cường ông cọ quẹt với anh ta rồi ngoài trở lại bệnh viện Thanh Bình rồi. Thì lần này cũng không biết kiểu mà mình đâu có biết người như là ổng chết. Cái kiểu là mình nói ừ để từ từ để chị kiếm giấy tờ của ảnh hả. Mà kiếm giấy tờ hơn nữa cái bên công an điện vô là nói chị phải là người nhà của út nhỏ này không. Tôi nói phải. Cái em hỏi có gì không, nó nói là anh này cọ quẹt giao thông ngoài này. Vậy đó kìa, giờ chị đem giấy tờ ra cho anh này không có giấy tờ thì thăng gì hết. Giờ tôi nói chờ đợi một tí giờ em đang kiếm giấy tờ thì thăng cảnh đem ra. Mình cũng tưởng là ảnh bị nhẹ rồi mình đi kiếm bảo hiểm nó đem ra cho ảnh nữa. Rồi hồi cái đi kiếm giấy tờ hoài bảo hiểm hoài không có, cái nó thôi giờ cầm con cước của ảnh ra trước đi. Rồi ra ngoài sao đi ra ngoài tới ngoài thì gặp hai người đó, một người thì đắp chiếu tại chỗ đó. Rồi mình cũng hỏi là ừ anh tôi đâu, tên út nhỏ này nằm đâu rồi. Cái giờ cái bên công an giao thông thì nói là chở anh đi bệnh viện rồi, ra bệnh viện Thanh Bình ngoài. Rồi giờ chị có đem giấy tờ đi thăng ảnh ra không? Cái em bảo là có. Em có đem giấy tờ cảnh ra. Cái em hỏi giờ anh em có sao không? Anh nói giờ là chị làm thủ tục giấy tờ trước đi. Thì làm thủ tục giấy tờ có khoảng 10-15 phút gì đó. Rồi em mới hỏi là xong hết. Em hỏi giờ anh ơi mấy anh cho em hỏi. Giờ anh em nghe anh của em ở ngoài có gì không?
Gọi thôi anh bảo là giờ anh của cô đã chết rồi. Rồi em mới xỉu ngang đó. Đâu còn có đó chứ giờ. Giờ cô xỉu rồi ai lo hậu sự cho ảnh đây. Giờ ảnh còn nằm ngoài nhà xác và Thanh Bình á. Rồi em mới khóc, em mới xỉu, em mới điện về mấy chị với mấy cháu trong này. Giờ nói là giờ ảnh đã mất rồi. Giờ mấy chị đều ra. Chứ nghe đừng vậy thôi chứ mà giao chạm đụng thì mình em không biết. Tại vì lúc mà đụng ngoại thì không may hay. Nhờ bên công an giao thông điện rồi em mới biết được. Rồi bên kia hỏi là ảnh giờ có vợ con gì không. Em bảo là không, ảnh không có vợ con gì hết. Cha mẹ cũng mất hết rồi, ảnh ở nhà có mình nè. Rồi hỏi em là gì, nói em là em út của ảnh. Đó, em mới ra. Chứ ảnh đi hỏi đi chơi đâu, em cũng giờ là không biết ảnh đi đâu hết trơn. Chiều là ảnh đi. Chị đó là sao hả? Tôi cũng chị gái đó. Chị thứ mấy? Thứ sáu. Ảnh trong gia đình có mấy anh em chị? Ba anh em, tám anh em mà ba thằng trai chết hết rồi. Dạ. Còn nó út đó, nó chết luôn là rồi đó. Còn năm chị em gái à. Cái ngày hôm đó là ảnh đi đâu chị, lúc mà trời mưa á? Không biết anh không đi đâu. Không biết luôn, là ở nhà nó đi rồi sao mình biết được. Ngày đó là ngày mấy chị nhớ không? Ngày 11, chiều 11, chiều Chủ nhật. Chiều Chủ nhật, ông xách xe, ông đi vậy nè. Anh em đồ ở nhà, mấy nhỏ cháu đồ qua chơi bên nhà bà chị bên đó đó. Rồi ông nhà chơi tăng rồi có khoảng 3-4 giờ chiều gì đó. Nó đi mình đâu biết. Ông xách xe, ông chạy đi luôn. Thì tối ngày ông đi, ông cầm xe, ông đi gì đó rồi. Anh có hay nhậu không? Cũng có. Buổi chiều đó anh có nhậu với ai không chị? Buổi chiều anh nhậu ở nhà Xương Xương có miếng à. Không biết, nó đi nhậu tối ngày biết đâu nó rồi, đi nó mặn, nhậu mấy ly gần đi. Nó nhậu nó đi vậy đó. Chắc dùng không vợ không con mà đâu phải có vợ có con thì vợ con nó quản nó được. Còn như mình chị em thì mình có chồng có vợ cửa nhà riêng rồi đâu có quản nó được đâu. Chị nói gì đó chứ phải như mà nó có vợ trong nhà mình hỏi vợ nó được. Còn như nó ở mình lên nó gì nè, nó muốn đi thì nó đi. Rồi nó muốn về thì nó về chứ sao mình biết được. Mình cũng có vợ có chồng rồi chứ đâu có ở chung với nó đâu mà mình biết nó được. Cái mà va chạm đó là đoạn đường ảnh đi hay là đoạn đường ảnh về chị? Đoạn đường ảnh về. Đoạn đường là đi về đó hả? Dạ. Lúc đó khoảng mấy giờ chị? Bên kia điện em chứ khoảng 9 mấy 10 giờ. 9 mấy 10 giờ phía á. Dạ. Không, giao thông điện đây tới 9 giờ 9 mấy lần chút. Dạ. Vậy là anh va chạm với cái xe đi ngược lại là cũng là đàn ông hay phụ nữ? Đàn ông. Đàn ông. Dạ. Cũng cỡ tuổi ảnh hay sao chị? Nó được năm mấy á. Nghe nói năm mấy rồi cũng chưa biết cái chỗ anh nè. Người đàn ông đó năm mười mấy tuổi đó tên gì, có vợ con không chị? Không biết. Em lần này nó hậu sự cho mày. Khi năm ba lên chợ anh lại nói có vợ hai con hay gì đó. Rồi hiện nay cái tình hình của anh đó làm sao? Không biết đâu. Mình chưa có lên qua, có chị dâu có đi không à. Thằng nạn mà người trên kia còn qua nay có mấy chị em. Mấy chị em lo hậu sự mai táng mới vừa làm trọng vừa xong luôn. Mới sáng này vừa xong luôn nè. Vậy là cắt ngoài cánh hồi nào? Dạ. Làm cắt ngoài cánh hồi nào? Hạ ngoài cánh? Qua trước, bữa trước. Là hạ ngoài cánh gần đây không? Dạ gần, ở sau này. Bên sau này hả? Dạ. Thì là không ở trên kia cũng chưa xuống gia đình mình. Chưa. Gia đình mình cũng chưa lên chảnh, hỏi thăm lên gì hết. Có bà chị dâu tới lâu mới lên chảnh. Dạ. Hẹn qua có bà chị dâu mới lên chảnh. Như kiểu mà rồi chị bà đi thôi chứ ở nhà, trong nhà lo hậu sự ảnh. Chôn cắt ảnh, mồ mả ảnh đó. Rồi đâu có thời gian đâu để đi. Không lên chung cắt là phần đất nhà hay không? Dạ, đất nhà. Dạ. Chị hạn chế nói cái chữ chết gì mà em chị? Mắt. Chị nói mắt rồi. Rồi nói thôi nhỏ này nè. Thôi nhà nó có mấy tôi lên trên này thờ nó đi. Chứ để đem nó vô chùa tội nghiệp nó. Rồi mới để đây kêu nó này thôi. Cưng về trên này cưng lo cho nó đi. Đốt nhang khói nó đi. Rồi tới 3 tháng 10 ngày rồi cũng được. Nếu tôi ở gần. Rồi chiều tôi qua tôi đốt nhang cho nó cũng được. Nhưng bây giờ thì nhỏ này ở đây đang đốt như nó nguội lạnh rồi tội nghiệp nó. Mà hiện giờ chị ở đâu? Dạ em có chồng về Bình Thành. À Bình Thành đấy. Dạ. Thì mình hương khói cho này là anh dù hả? Dạ cho anh. Rồi bên gia đình bên chồng có ý kiến với cò gì không? Dạ không. Rồi cũng tốt nha. Dạ. Chính quyền địa phương người ta có cho hay cũng gì không chị? Dạ chưa. Chưa ha. Dạ. Như là hai bên cũng chưa có giáp mặt lại nói chuyện với nhau. Dạ hai bên chưa giáp mặt. Rồi mình cũng có hỏi thăm bên cái người giải quyết thì sao, hay là bên nào tự xử hay... Chưa có biết, chưa. Bởi đó là em đưa giấy tờ của ảnh á. Để bên giao thông á, ảnh bảo là giờ đưa giấy tờ đi. Rồi bên đây làm, để làm xong rồi đi rồi ta cho hay. Chứ đằng này không biết được. Cùng ngày thì anh Cường ảnh làm công việc gì để sinh sống? Đi mần hồ. Anh làm mướn đủ thứ việc. Ai mướn gì ai làm gì làm cái đó. Ai mướn gì phải làm đấy.
khi mà cái tin buồn đến với gia đình á, thì cái phần áo quan á là gia đình mình tự lo hay sao? Dạ tự lo. Lo rồi dưới bên ngoài ta cho ta tiền. Trộm sớm rồi. Sớm ta cho tiền đó. Cũng như thấy nó biếu gì, biếu, dạ. Ta biếu. Dạ ta biếu kiểu không vợ con rồi hoàn cảnh gì nữa. Rồi em thì cũng nghèo khổ không có tiền để lo cho ảnh. Nghèo. Rồi trộm sớm ta lo. Ta cho người cho gì đó. Ta biếu cho nó cho ông cắt. Cho ông cắt hậu sự cho ảnh. Ở bị tai nạn là cái biểu tượng ảnh cũng buồn. Em nói với anh là nội trong tầng đó đó, nó buồn lắm. Không có nói chuyện ai, con cháu nó cũng không nựng nữa, nó nằm buồn hiu à. Rồi đằng này nói với thằng này nó buồn cái gì. Mình cũng kiểu như mình thấy nó nằm võng thì nó nằm chèo queo đó đó. Được ông anh đằng sớm nè, anh mày đám dỗ. Nó nói nó không phải ở trong nhà, đừng có mời nó nữa. Đừng mời mấy đứa tôi đi, đừng mời nó. Tôi không phải ở trong nhà, đừng mời tôi. Đó rồi. Rồi anh Tư anh nói ơi bay sao Cường nói trong nhà mà tao mời đám dỗ mà nó mời mấy máy bay đi đừng mời nó. Nó nói vậy đó mình đâu có biết. Có cái đưa hẹn rồi mình không biết làm sao mà nó nói vậy. Tại đó. Mình không biết kiểu ảnh ở mình rồi mình đâu có chuyện gì để kiểu cái này kia thì anh em được tới lui được. Dạ có em cũng mượn của người ta làm cho nó rồi làm cũng như từ từ rồi chị em làm giúp đỡ là có trả lại cho ta chứ giờ đâu có tiền đâu. Dùng ai chị em ai cũng nghèo khổ chân. Dạ không lẽ em mình chết thì mình bỏ đó. Thì kêu nhỏ này nè đi dây đi hỏi đi rồi từ từ rồi mình lo sao. Chứ giờ sao giờ đi dây hỏi lo cho nó. Nói kệ đi giờ thằng số nó vậy rồi. Giờ đứa nào cũng nghèo hết trơn. Thằng mướn ăn không. Em nghĩ thì mình chưa biết được kết quả. Mình có nên là dùng từ gia chạm chứ mà bị người ta xe bị xe đụng hay là đụng người ta mình cũng chưa biết được đúng không? Dạ dạ chưa biết tại vì bên công an giao thông dạ. Giờ chưa cho mình hay cái gì hết giờ mình cũng chưa biết được cái gì hết dạ. Chưa biết ai đúng ai sai dạ. Bây giờ cái nói mấy anh nè đúng sai gì giờ thí dụ như bồi thường này này cũng đâu có tiền đâu thường mà thí dụ bên kia mà đúng sai đi thường bên đây cũng không lấy nữa bây giờ dùng nghèo không mà như bên kia người ta khá đi tôi nói có lương tâm tôi nói ví dụ như bên kia mà lỡ sai mà thường tiền bên đây cũng không lấy mà nếu bên đây nếu mà Cường nói sai á thì cũng bên đây cũng nó đâu có tiền đâu bồi thường tại vì cha mẹ đâu còn nó cũng đâu còn vợ con đâu tôi nói có trời phạt bên nào cũng chết chân rồi giờ cũng không thường vợ gì giờ tôi nói nếu bên kia sai tôi đưa tiền bên đây cũng không lấy tại vì bên nào nó cũng đau thương chân rồi lấy gì giờ cũng không lấy mướn gạt đây nè, ta thấy hoàn cảnh nó gì đó, ta cũng không có lấy tiền dạ thấy mà khổ, ta cũng không lấy tiền dạ, mình cũng mong là trên đoạn video của anh em khi đăng tải thì đức chú chị và các bạn có mình một có đồng cảm thì chúng có con có gì hết trơn. Địa chỉ ở đây là kêu đâu rồi chị? Ấp 1 Tân Mỹ, Thanh Bình, Đồng Tháp dạ. Ấp 1 Tân Mỹ chở xác đi về để nó nằm chân chân. Nếu mà có một số mà tấm lòng hữu tâm muốn giúp đỡ gia đình đó thì người ta liên hệ bằng cách nào hả chị? Dạ liên hệ số điện thoại. À số của chị ha. Dạ. Chị là em ruột của anh Cường. Dạ. Tai nạn giao thông chị đọc số điện thoại đi. 0899 0899 562 562 869 869 à chị tên gì? Quỳnh Thị Nàng. Quỳnh Thị Nàng ha. Em mới nói thôi, cưng mạnh có tiền dám mua cái bảo hiểm đi. Ví dụ như cưng có đau á. Hai bác triệu thì chị em cho được. Mình mới vài chục eo tiền đâu cho mới mua bảo hiểm hai ba tháng nay anh chị bảo hiểm đi lấy không chứ đâu có bảo hiểm tai nạn tới rồi mà tới có bảo hiểm tai nạn cũng đỡ yeah. Kêu nó thôi cũng dán mạnh đi đưa tiền đi mua bảo hiểm hai ba tháng nay nói chừng ông vợ ông con ví dụ có bệnh hoạn đồ này kia ra bệnh viện cũng đỡ hai ba triệu đi chị em cho nó vài trăm năm ba trăm được mười mấy hai chục triệu tiền đâu cho nói chung thì thôi cũng như gia đình cũng bớt đau khổ đi bệnh viện cũng đã dĩ lỡ rồi không ai muốn ngoài ý muốn của chị em cũng gia đình có mình không có ai chờ cái bệnh hơn gì hỗ trợ một ít thì đây là số tiền của anh Sơn Quỳnh kênh Sơn Quỳnh là 100.000 còn một 100.000 là 100.000 còn cái quỹ của chú Tư Hảo là 300.000 chú Hảo ở Mỹ ở kênh Nhường Cơm Sáo xin gửi gia đình là 500.000 rồi đây 500.000 của nè
mấy anh em và chị lấy đi chị nhận đi chị cũng như là của cái quỹ chú Tư Hảo. Chị có muốn chia sẻ gì với bà con ở trên cộng đồng không? Dạ dạ em cũng là chị nó lớn lên em là em qua anh Quỳnh nó lúc nhỏ cũng cảm ơn cái cô chú khán giả trên đài dạ. Nhờ cô chú khán giả trên đài giúp đỡ cho ảnh đi từ từ cho ảnh được em cũng nghèo khổ em cũng cảnh cũng khó khăn dạ. Giờ nhờ cô chú cái gì trên kênh đó giúp đỡ cho ảnh qua được đó từng tự cho ảnh cũng em cảm ơn nhiều. Đây là bàn dông của anh Quỳnh Văn Út nhỏ, 41 tuổi, bị tai nạn giao thông, mất tại chỗ của nhà. Thì anh chưa có gia đình, năm nay anh 41 tuổi. Thì đây là nhà cửa của anh đây. Không có gì hết cả nhà. Tới đây thì chắc em cũng tạm kết thúc video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì chú anh chị hãy bấm cho em một đăng ký và chia sẻ để em có động lực cập nhật những thông tin mới nhất cả nhà ơi.